Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Mad TV. Ok, hôm nay mình lại tiếp tục chuyên mục Friday Box của mỗi tuần đây. Và tuần này thì mình đã bỏ tiền ra mua những gì nào? Các bạn có thấy là tuần này đã là cuối tháng 3 rồi, thì có nghĩa là đã đến lúc dọn sạch tiền lương. Qua tuần là qua tháng mới rồi, tới ngày 5 là có lương rồi. Nên là trong tuần này là mình dọn sạch tiền lương để cho Friday Box của mình có thể hoành tráng hơn. Tháng này thì mình mua sắm có đầu óc tí, nên là tiền lương cuối tháng mình vẫn còn khá khá. Nên là mình đã dùng cho cái việc mua sắm cho Friday Box ứng thử này để có thể cho các bạn một cái video clip thật là đã luôn. Thì các bạn á, nếu mà ai coi clip của mình nhiều, coi từ Friday Box đến mua hàng trên mạng, thì chắc là các bạn cũng biết là mình là một fan của những cái shop local brand. Và trong số những shop đó, và có những shop mình đã làm clip á, thì có shop Cookit, nghe quá quen rồi. Mình đã có từng khoảng chắc là 2-3 clip về mua có liên quan tới mua đồ của Cookit rồi. Bây giờ là mình hiện tại ở đây, cái hộp Friday Box hôm nay của mình sẽ là full đồ Cookit luôn. Quá đã đúng không? Tại vì á, lần này á, sau khi mà mình đi Thái về thì mình nghe được cái tin là lần này Cookit ra là một bộ sưu tập mới, có những cái mẫu mã mới hoàn toàn so với những đồ mà trước đây Cookit đã làm. Thì trước đây nhắc tới Cookit thì mọi người sẽ nhớ đến là sweater đúng không? Thì bây giờ sau khi lướt một vòng Instagram Cookit lớp xong thì mình đã thấy là đồ đợt này đúng là chất thiệt luôn, mua liền. Và tôi hết tiền rồi mấy bạn. Không sao hết, chỉ ráng cầm cự, cỡ hôm nay là ngày 31 rồi thì ráng cầm cự qua 5 ngày nữa là tôi lại giàu lại thôi. Mua sắm thì mình cứ thỏa mãn cái tâm tính mình trước cái đã. Ở đây, hôm nay mình sẽ mở hộp Cookit Club, Cookit Never Die, những cái món đồ mà mình đã mua trong tuần này nha. Các bạn đoán xem là mình đã mua bao nhiêu món nè. Thôi, không hại não mấy bạn nữa, bây giờ mình mở luôn cho mấy bạn xem nè. Cookit là một trong những shop local brand mà mình rất là ưng ý. Đã vậy còn cái đồ đợt này của Cookit nó đúng là kiểu những cái mà mình thích luôn á, nên là không thể nào mà cầm cự nổi, phải mua nồi như vậy. Lần nồi bắt đầu mở nha. Đây là một cái t-shirt. Cái t-shirt này thì là mẫu cũ nhưng mà bán chạy quá nên là được restock lại lần này. Cái mẫu này là y chang cái mẫu sweater của mình luôn á, đẹp đúng không? Và mình thích á, ở Cookit nhất á, là thứ nhất là đồ mua về rất là thơm, chỉ muốn mặc lên xong hửi hửi, xong rồi đi ra đường cho người ta hửi hửi mình thôi. Trời ơi, một trong những điểm mà yêu thích của tôi đối với Cookit thứ nhất á là mẫu mã đơn giản cực kỳ, bạn mặc phối với cái gì cũng được, đi chơi cái thể loại gì cũng được hết. Đặc điểm thứ hai á là vải của Cookit cực kỳ đã, mình không thể nào mà cho các bạn thể nghiệm được qua video clip nữa. Mặc rất là mát. Cái áo này nè, cái áo mà tôi mua của đợt Friday Box trước nè, tôi mặc tới bây giờ luôn và rất thích, tại vì nó rất là mát và giặt nhiều lần nó cũng không có bị hư vải nữa. Đa số mấy loại áo thun mua là nó hay bị cái là bạn giặt cỡ trên 3 lần á là cái vải của nó bị mục á, hoặc là nó hư thân hoặc là nó giãn. Thì cái này không có vậy, các bạn phải mua thử một cái vậy, các bạn sờ thử đi. Trời, chưa mặc vô mà sờ thôi là đã thích rồi. Tôi mua một cái t-shirt là mình là lúc nào cũng mua size bự thì bự hết, đã bự con rồi mà còn muốn mặc thật rộng nữa, mặc free size nữa. Hôm nay mình mua khá nhiều t-shirt nha, để mình cho các bạn xem một đống luôn. Đây, áo trắng y chang nhưng mà đây là mẫu mới, nó khác với cái hồi nãy. Nó chỉ in một cái đoạn ở đây thôi, chữ Cookit Club, và cái chữ này được in nổi, cái chữ này nó được in nổi nè, xịn lắm luôn. Thì ra là có nhiều bạn sẽ nói là ủa sao hai cái áo thun trắng y chang nhau mà nó khác có tí xíu à, mua làm chi hai cái không? Vậy là mấy bạn không hiểu về thời trang rồi, nó chỉ cần đồng màu thôi, khác tí xíu á vẫn là khác nha. Nên là tôi muốn mua về để thử xem là cái nào đẹp hơn á, mà tôi thấy là hiện tại tôi thấy là đẹp y chang nhau rồi. Bây giờ là kiểu mua đến độ mà tôi không nhớ là tôi đã đặt bao nhiêu món luôn á. Đây cũng là mẫu mới trong đợt bộ sưu tập lần này. Tôi nhìn hình ở trên Instagram tôi thích lắm. Này, một cái áo màu nó cũng gần như là kiểu xanh ngã rêu mà. Tôi thì phong thủy, mạng hỏa, sinh năm 94, cực hợp với màu xanh nên là tôi đặt liền màu xanh. Cái này nó có màu khác nữa nha. Tôi thấy tôi nhớ mang máng thì có màu tím nè, màu đen, màu trắng nè. Nó có cái mặt đằng sau nữa nè. Đồ Cookit thì cực kỳ đơn giản, đa số là nó ăn tiền ở chỗ cái màu của nó, lên ảnh rất đẹp. Những cái áo màu xanh như thế này á, lên ảnh mà các bạn chọn những cái background như là màu trơn, như là từ xi măng hay là từ trắng á, chụp lên đẹp lắm, đẹp lắm. Chọn t-shirt của chúng ta đây nè. Đây, như tôi đã nói với bạn là cái mẫu này là cái mẫu mới nên là có rất là nhiều màu mà tôi không có biết lựa được cái mẫu nào, nên là tôi mua hết giấy thơm. Giấy thơm đặc trưng của Cookit Never Die, lúc nào cũng kẹp cái giấy này trong áo cho nó thơm hết. Cái này thì giống với cái áo màu trắng hồi nãy, nhưng mà tôi thì tôi không có thợ phong thủy màu xanh, nên là tôi mua cái này để tôi tặng sinh nhật bạn cho tôi. Nhưng mà tôi thích cái màu xanh này lắm luôn á, thiệt á. Tiếc là mạng tôi không hợp với bạn thủy á. Tôi đang suy nghĩ là không biết có nên giữ lại mặt không hay là tặng quà sinh nhật đây nè. Tại vì khi mà thấy như vậy thì tôi
không kìm lòng được không? Cái màu xanh này á, nhìn là biết lên hình rất là đẹp luôn. Nên cho bạn hay là để bên mặt ta? Tự nhiên keo kiệt lên đúng không? Cái đồ đẹp keo kiệt lên hẳn. Làm con gái thật là khổ các bạn. Hay là cái màu xám, giống như cái màu xanh lá nãy. Đây, y chang luôn. Không có gì hết. Tôi mua quá trời luôn. Tại vì đợt này á, tôi có bỏ một số cái áo thun của tôi. Bình thường á, tôi rất là thích mặc áo t-shirt. Nhưng mà dạo gần đây á, thì mấy cái áo của tôi bị cũ và mục nát hết trơn rồi. Nên là tôi đang muốn đổi nguyên cái dàn áo thun cũ của mình luôn. Nên là tôi mua một đống như vậy luôn nè. Mấy bạn nhìn thấy nãy giờ cũng hơi bị bội thật đúng không? Tôi cũng không ngờ tôi mua nhiều vậy luôn á. Kiểu mình cứ đặt và mình á, lúc mà mình đặt ở trên mạng mình không bao giờ mình thấy là nó nhiều đâu mấy bạn. Cầm tới tay rồi mình mới thấy. Đây, một cái màu đen nè. Nhưng mà tôi rất là thích màu đen. Tôi cũng không hợp với màu đen lắm, ý là phong thủy đó, nhưng mà tôi bất chấp lắm. Và cái màu xanh thì nó là đại kỵ nên là tôi mới e dè, chứ cái màu đen thì nó cũng hơi nên là đồ tôi hay đồ đen nhiều. Đó, chỉ có một mẫu tôi mà mua ba cái rồi, các bạn thấy tôi giống quỷ không? Nhưng mà nó đẹp thiệt, các bạn phải cầm thử cái vải của con kích thì các bạn mới thấy được là tại sao tôi mua quá nhiều vậy. Mặc nó đã lắm thiệt. Tôi thì tôi có cái tính là mua đồ kiểu cọ nhiều, mua thật nhiều đồ để thay đổi mình liên tục. Nhưng mà về cái đồ mà kiểu mặc thường ngày ấy thì tôi cực kỳ thích mặc t-shirt. Đối với đồ váy đầm hay là đồ kiểu mà đi diễn rồi đi sự kiện thì tôi mua nhiều kiểu lắm. Nhưng mà đối với thời trang bình thường á, thời trang ngày thường của tôi á, thì tôi chỉ thích mặc t-shirt thôi. Và t-shirt cực rộng nha, mặc kiểu dấu quần hoặc là mặc kiểu hip hop thứ tôi mua quá trời. Còn nữa ta như thế rồi đó, để tôi đếm thử nha, đếm thử coi. Một cái, 6 cái t-shirt luôn. Mà một cái t-shirt là bao nhiêu tiền ta? Để tôi coi, tôi check lại cái lúc tôi đặt hàng coi. T-shirt là 320 một áo. Wow. Giá rẻ mà đúng không? Cái giá này là cái giá mà tôi thấy là gọi là không quá rẻ cũng không quá mắc. Là cái giá thường thấy ở áo t-shirt ở các shop local brand. Cái đồ này là đồ kiểu các shop tự thiết kế và tự chọn vải rồi này nọ. Nên là nó có thêm tiền thiết kế và kiểu tiền mẫu mã thứ. Thì cái giá đó mình thấy rất là ok rồi. Hy vọng là những cái đồ này nó sẽ không có hàng phi trên Shopee nữa, không thì mình phải làm một clip nữa để so sánh. Tiếp theo là những món còn lại nha. Ok, rồi tiếp theo là một cái mẫu t-shirt hơi khác so với những cái shirt này. Đây là cái mẫu Happy New Year năm con heo này. Cái mẫu này thì mình muốn mua lâu rồi nhưng mà tới giờ mới đặt được chung với đống này. Tại vì bận quá, trời ơi, mình thích cái cổ này lắm nè. Cái quan trọng là cái cổ này nè, cái cổ này là cái cổ đứng. Mà áo thun á, cổ đứng á, rất là Hàn Quốc luôn. Thì áo thun của Hàn Quốc nó chỉ khác áo thun của Việt Nam á, áo t-shirt của Việt Nam á là t-shirt Việt Nam thường nó sẽ làm cái cổ hơi rộng một tí. Nhưng mà thun của Hàn Quốc á, nó hay làm cái cổ đứng như thế này để mặc vô nó hơi kín cổ lên á. Và vải này nó sẽ hơi dày hơn những cái áo t-shirt nãy mình mua, nó sẽ dày hơn. Còn có cái logo nhựa giống như cái này ở đây, cái này nó sẽ mặc hơi nóng hơn cái này. Nhưng mà mình nghĩ đồ của con kích á, đây nè, nó chỉ có dày hơn thôi chứ nó không nóng, nó không có nóng bao nhiêu đâu nha. Nó có thể giữ ấm được nhưng mà nó lại không quá nóng. Cái áo này phong đẹp quá, phong đứng nè. Trời ơi, đúng là quyết định sáng suốt khi mua. Bình thường là tôi không hay mua mấy cái đồ mà hình mấy đứa giống như vậy đâu, nhưng mà tự nhiên không hiểu sao á, tới lúc mà tôi thấy cái áo này, cái lý do tôi quyết định mua lại là con heo. Trong khi bình thường tôi không mua đồ hình mấy con thú vật nhiều á, tôi chỉ mua hình kiểu mấy nhân vật Disney thì nhiều thôi. Nhưng mà đẹp quá, phải mua thôi. Tiếp theo là cái áo sơ mi. Đây là cái gọi là best seller, mình nghĩ là vậy, best seller của con kích cái đợt bộ sưu tập mới này luôn. Mình nhìn hình mình đã thích lắm rồi, mà tại vì mình tính là mua cái màu tím, màu xanh ngã tím á, mà nhìn mình thích lắm. Nhưng mà tại vì mình đặt hơi chậm hơn người ta, tại vì nó sold out rất là nhanh luôn. Mình không nghĩ là đồ của một local brand lại sold out nhanh đến vậy. Mà con kích là kiểu local brand mới á, thà là local brand cũ thì kiểu hot quá thì nó sold out nhanh thì mình không nói. Nhưng mà con kích là một cái local brand mới mà đồ sold out nhanh đến như vậy luôn. Mình mới thấy đồ bóp được một tuần thôi mà khi mình đặt là hết cái màu mình thích, chỉ còn đúng màu này thôi. Nhưng mà thôi ok, mình vẫn thấy nó rất là ổn. Màu này thì cũng dễ mặc đồ đó. Màu này thì màu kiểu màu nút, màu be be á. Nó ăn tiền là ở chỗ cái cánh tay áo này nha các bạn. Cái áo sơ mi này nó form nó cực rộng. Hay được cái là người kiểu đầy đặn hay là kiểu đô đô con như mình mặc thì nó rất là giấu tướng. Nó giấu tướng cho mình á, rất là cái kiểu mà mặc là rất là vừa vặn. Mà những bạn ốm á mặc vẫn không sợ là thành cái muffler. Mà bây giờ mình muốn thử liền cái này để xem nó có ra được cái chất dáng giống như là những bạn ốm không, tại vì mình hơi bự con. Nhưng mà mình rất là thích cái kiểu này, cái kiểu tay bự như thế này nè, xong rồi rủ kiểu cánh dơi xíu. Nhưng mà đẹp đúng không? Đơn giản lắm, đồ con kích đơn giản lắm. Cái này á là mặc phối với chân váy thật dài, xong mang bốt, hoặc là mặc phối với là cái quần nào rộng xíu, hoặc là quần jean cũng được, là nhìn sẽ đẹp. Chẳng tiếc là không mua được cái màu xanh tím. Trời đất ơi, cái màu nó đẹp lắm, mặc nhìn lên là chụp ngoài trời là nó ăn hình liền luôn á, mà không mua được. Chạy tiếp theo là
cũng là hàng hot cho cái bộ collection lần này luôn. Đó là cái đầm, một cái đầm dài. Từ xưa giờ tôi nghĩ là con Kiếp chỉ làm áo thôi, mà không ngờ là lần này làm đầm luôn. Nhưng không bánh bèo nha, đừng nghĩ là đầm là bánh bèo nha, không hề luôn. Đầm cực kỳ giống kiểu Ujang Hàn Quốc luôn. Nó sẽ dài cỡ qua đầu gối á, nhưng mà tay sẽ kiểu ở trên thì nó giống như áo thun vậy. Mình mua màu đen, nó có màu xanh rêu, màu đen, màu trắng như vậy. Màu trắng ngà, màu be á. Nhưng mà mình thích cái màu đen này nhất. Tại vì tướng mình cũng hơi mập á. Mặc cái này thì rất là rộng nha, rộng suông xuống. Nhưng mà nhìn nó rất là giống mấy cái bạn Ujang của Hàn Quốc, là dạng hot girl, hot boy Hàn Quốc á. Mình thích cái kiểu này lâu lắm rồi. Nhưng mà hồi xưa mình đặt mấy lần ở trên mạng á, nó toàn ra cái kiểu nói chung là cái form nó không có đẹp. Mặc vô nó kỳ lắm. Chỉ có những bạn nào mà ốm thì ốm, nhỏ con thì nhỏ con, thì mặc lên nhìn còn đỡ. Chứ mà tôi mua về tôi dục hết, tại vì không có đẹp. Nói chung là tôi khá tin tưởng vào Cold Kid đó, nên là cái đầm này tôi chắc chắn là tôi mặc sẽ rất là ok. Bây giờ tự tin vào bản thân. His presence will be the sun in winter. Tôi nghĩ là các bạn nữ vừa cá tính nhưng mà vẫn có muốn pha một chút kiểu cute vô thì nên mua cái đầm này nha. Mặc với dạng ra bệt á, xong rồi mang vớ kéo hơi đùng mà cao cao á, và mắt cá, xong rồi vớ màu á, là tê khỏi nói luôn. Như Ujang Hàn Quốc thì cái đầm này là giá 400, còn cái sơ mi này là 420. Đều là hàng hot nên là giá nó hơi nhỉnh hơn tí xíu, nhưng mà bạn yên tâm đi, nó nhỉnh hơn giá là tại vì chất lượng của nó hơn rất là nhiều, và cái mẫu mã này nó cực độc luôn, nên là tiền nào của đó nha. Rồi, món cuối cùng là một cái ba lô. Wow, ba lô đẹp không? Ba lô này là mình mua với giá là 480. Nó có đúng là kiểu làm tên thương hiệu á, bất cứ đồ nào của con Kiếp chỉ in tên hình, chỉ in tên của shop thôi, không có in cái gì khác ngoài tên của shop hết. Nhưng mà nó lại hay đúng không? Kiểu Cold Kid những đứa trẻ chất chất về cái dạng khi nè, never die, không bao giờ tiêu diệt được. Sờ vải á, thì là cái giày là dạng vải bố, khá thường gặp ở những cái ba lô bình thường, nhưng mình thấy nó khá dày hơn những cái ba lô mà mình mua trên mạng. Kiểu vải bố như vậy nè, thường á là mua trên mạng á, cái phần mút lót ở trong á nó sẽ rất là mỏng, nhưng mà cái mút lót này nó dày lắm nha. Ok lắm nè, mình sờ cho là mình thấy nó cái độ mà dày với cái độ mà cái khối lượng của nó, mình thấy nó khá là chắc chắn để giữ cho đồ vật ở bên trong mình để. Cái này thì chắc có thể đựng được laptop bự cỡ này nè, khóa cũng ok nữa. Thiệt á, mình thấy làm đúng có tâm luôn á. Bình thường mấy cái cặp mà kiểu dạng cặp bố như này là mình mua ở ngoài á thì nó cực kỳ mỏng, và nó làm mấy cái khóa này nó bằng chất liệu mà nhựa dẫm dởm á, dễ gãy á. Cái chất liệu này mình thấy là nó không phải là quá xịn, nhưng mà cũng không hề dởm luôn. Sờ vô là thấy cái mức là ở tầm trên tầm trung luôn, rất là đã. Cái này là mình nghĩ là nó xài rất là bền luôn á. Quá xịn thì sợ mất công mấy bạn trẻ không có tiền mua được, tại vì mấy cái này á mà mua mà dạng xịn giống như đồ high end á thì nó rất là mắc. Một cái ba lô giá 480-500 thì mình thấy không có mắc, mà kiểu vừa đẹp, chất liệu nó cũng ok, cái này mình thấy thích lắm, thấy đúng giá tiền á. Hai ngăn, hai bê ngăn này, ở bên trong này có một ngăn chứa laptop và một ngăn bự ở đây. Mút dày lắm luôn á. Cái mút như thế này á, tại vì mình thường mua mấy cái ba lô á cũng sợ đựng laptop nó bị chày chụa hay là nó dễ làm rớt cặp hay là gì dễ gây hư laptop á, thì cái mút này mình nghĩ là nó rất là ok nè. Đeo vô thì nó rất là cool luôn, mình nó có thấy màu vàng nên mình mua màu vàng. Nó còn có màu đen, màu trắng nữa hay sao á. 480. Nãy giờ là bao nhiêu rồi ta? Các bạn có tính cho mình không? Nhớ nhà Firebox lúc nào hay có cái máy tính ở bên cạnh tính giùm mình. Rồi comment ở bên dưới cái giá tổng nha. Còn gì nữa không ta? À, vui lắm mấy bạn, mình mua t-shirt quá nhiều đến độ mà bạn chỗ shop bạn bị hết hồn á, nên là có gửi tặng cho mình kiểu tri ân khách hàng á, dễ thương không? Tri ân cái này mình hai cái túi kiểu đựng nước hoặc là cái này đựng điện thoại cũng ok, hai cái túi đeo chéo gì này đúng dễ thương luôn. Thì cái này mình không có tốn tiền, kiểu nhìn đúng cân luôn ha. Cái này đeo kiểu đeo chéo xong rồi để điện thoại vô, xong rồi mặc chung với đồ không thích phối đồ cực đã luôn. Tôi nghĩ là mấy bạn á nên có cho mình trong tủ đồ của mình ít nhất là một cái áo t-shirt của con Kiếp. Tôi nói thiệt, cái này tôi không có nói điêu, tôi không có hề mà kiểu mà bia trắng trợn luôn á, tại vì đồ tôi thích là có lý do hết nha. Thử đi, nhớ tính tiền giùm mình nha, bao nhiêu rồi ta. Nói chung là các bạn cứ tính tiền đi, còn mình thì mình chỉ biết là mình hết tiền rồi. chịu được 5 ngày nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, nhớ like subscribe cho MTV nha. Sayonara. My eyes on you, beautiful girl. Hằng ngày mong được đến bên em từng giây đến từng giờ. My eyes on you, my beautiful Where do you go? There are something I want you to know. Your beautiful eyes, no sleep. Don't think make my heart skip a beat. Xin em đừng đi quá nhanh vì em.
chính là cả thế giới đối với anh. Xin em đừng bận tâm về những chuyện của quá khứ, cứ nắm lấy tay anh sẽ đưa em đến nơi có muôn vàn tình tú ra. Yeah. Hãy cứ đặt niềm tin vào nơi anh, baby. Anh sẽ cho em thấy thứ tình cảm chân thành này. I wanna hurt you, wanna kiss you, and I wanna love you. Yeah, yeah. Can I be your man? I'm gonna love you till the end. I never bring tears to your eyes, 'cause I don't wanna be alone. My eyes on you, beautiful girl. Hằng ngày mong được đến bên em từng giây đến từng giờ. My eyes on you, my beautiful girl.